Tình hải con thành tâm cầu chúc chư tăng ni vãng sanh thượng phẩm. A Di Đà Phật. Cầu chúc tất cả chư vị đều được vãng sanh Tây phương cực lạc hết. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin tri ân cảm niệm công đức của chư tôn đức tăng ni tham gia chứng minh. Chúng con xin tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã từ bi hướng dẫn. Chúng con xin tùy hỷ công đức của toàn thể đại chúng khắp nơi trên toàn thế giới đã tham gia buổi niệm Phật hội thảo hộ niệm ngày hôm nay. Chúng con xin hẹn gặp lại đại chúng vào pháp hội niệm Phật của chùa Chí Linh Yên Thành, Nghệ An vào ngày mai, ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Chúng con xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.